Chí Minh. Đôi khi sẽ có những micro không có đúng với lại cái tầm chiều cao của mình á, thì thay vì mình cúi xuống như vậy thì mình có thể khều một chân xuống một cách thanh lịch. Unimedia. Mình vừa đáp chuyến bay của Bamboo Airways đến với thành phố Hồ Chí Minh. Thực sự mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được gặp tất cả các thí sinh của chương trình Tôi là Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Chào mừng top 71 thí sinh xuất sắc nhất đang có mặt tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Ta đang đứng tại một nơi vô cùng xinh đẹp, đó chính là Oakwood Residence Sài Gòn. Với gần 250 căn hộ vô cùng tiện nghi và sang trọng, chắc chắn các bạn sẽ có một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời tại Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Và Khánh Vân xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến ông Vignesh Mani, tổng quản lý của Oakwood Residence Sài Gòn, đã có mặt ở đây từ rất sớm để tiếp đón ekip cũng như tất cả các thí sinh. Và bây giờ xin mời ông ra để gửi lời chào đến tất cả các bạn nhé. Thank you for taking the time out of your day to meet out with Miss Universe Vietnam contestant today. We really appreciate it. This is just amazing place with awesome customer services. I personally enjoyed it so much and I highly recommend it. I just want you to know we are thankful for the opportunity to be here and have just a wonderful collaboration today. Thank you so much. Could you say something to welcome Miss Universe Vietnam contestant? Welcome to all the contestants to Oakwood Residence Saigon. My name is Vignesh Mani. I'm the general manager of this beautiful property. Congratulations to all the contestants who have made it to this round. I hope you all are well relaxed and ready for the battle ahead. I look forward to being a great partner for this fantastic beauty pageant and I wish you all the best. Bây giờ các bạn sẽ có thời gian để trải nghiệm và khám phá tại nơi đây. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 chính thức bắt đầu. Và đây là Oakwood Residence. Và khi Hoa được bước chân vào đây thì Hoa cảm thấy là giống như mình đang ở nhà vậy. Bởi vì mọi thứ tiện nghi. Đây sẽ là một cái nơi mà sẽ cùng gắn bó với Hoa cùng tất cả các bạn thí sinh trong thời gian sắp tới. Tuyệt vời, nằm ở ngay trung tâm quận 7 luôn. Nhưng mà rất yên tĩnh. Và cái điều này thật sự rất cần cho thí sinh tụi mình. Bởi vì ngoài những cái ngày lịch trình rất là dày đặc ra thì mình rất là cần những cái ngày nghỉ ngơi thoải mái để có thể lấy lại sức khỏe và tinh thần. Em đặc biệt mê cái căn bếp đó luôn. Tại vì căn bếp có quá đầy đủ, tủ lạnh cực kỳ to nha. Có lò nướng và lò vi sóng luôn. Tại vì Linh Chi và Hồng đang ngồi ở lầu 5, một cái không gian rất là rộng rãi và thoáng mát này. Phía bên tay trái của Chi là một cái hồ bơi vô cực, có sàn gỗ. Sàn gỗ, mình có thể tập cái quốc được. Qua đây thì Linh Chi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ Oakwood Residence đã hỗ trợ cho tất cả các thí sinh của cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 có được một cái chỗ nghỉ ngơi thật là tuyệt vời và đầy đủ tiện nghi như thế này. Mừng top 71 thí sinh xuất sắc nhất đang có mặt tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Ngày hôm qua thì các bạn đã được nhận những chiếc sát vô cùng tuyệt vời và đầy tự hào. Niềm tự hào dân tộc vô cùng lớn lao và điều đó khiến cho mình cố gắng hơn thật là nhiều. Biết cho mình phải quyết tâm thật là nhiều và hiểu được mình đang đại diện cho đất nước của mình. Vân sẽ một lần nữa có thể hô tên của mình cũng như thị phạm với các bạn. Khánh Vân, Việt Nam. Thầy chị Khánh Vân đeo sắc Việt Nam và hô vang hai chữ Việt Nam, Quỳnh cảm thấy rất là thích và hy vọng là ngày nào đấy Quỳnh cũng có thể đại diện Việt Nam để tham gia đấu trường quốc tế. Và bây giờ Vân, thí sinh có số báo danh 248 và 314.
hai bạn sẽ cùng nhau catwalk đôi và tạo dáng. Sau đó các bạn sẽ đọc tên của mình và hô quê hương của mình. Nguyễn Thị Ngọc Châu, Tây Ninh. Bùi Linh Chi, Hà Nội. Vân thấy là Châu và Linh Chi thì đi rất là tốt. Và đừng bao giờ quên là mình vừa có lúc lạnh, có lúc cười, rồi mình lại lạnh, rồi mình lại cười, để mà mặt của mình nó sẽ không cảm thấy bị căng thẳng. Và chúng ta lấy hơi là chúng ta sẽ lấy hơi vào bụng, để mình ém, mình đẩy cái bụng lên, từ từ nó ra cái hơi, chứ không lấy hơi lên ngực. Tại vì lấy hơi lên ngực thì nó sẽ bị gồng lại. Bây giờ Châu hãy hít một hơi thật sâu và mình chuẩn bị. Nguyễn Thị Ngọc Châu, Tây Ninh. Và Chi có thể hô lại một lần nữa. Khoan, Shots. Nhớ nha các bạn, khi mà mình đeo là mình cũng lúc nào cũng phải giữ sách. Nhiều khi lúc mà Vân đi á, Vân hơi hồi hộp, tại vì mình không có biết là cái shot của mình nó có bị tù không á, nên là mình phải chỉnh. Bùi Linh Chi, thủ đô Hà Nội. Và bây giờ thì Vân sẽ mời hai bạn nữa. Hoàng Như Mỹ, Lâm Đồng. Đỗ Trần Quỳnh Như, thành phố Hồ Chí Minh. Mình thấy là hai bạn bây giờ là đọc rất là ổn. Nhưng mà khi mà mình nhìn những cái góc quay, nhớ là mình nãy nhìn xong rồi mình hãy liêm mắt, nó phải có cái nhịp nghỉ, và lúc nào cũng giữ thần thái rạng rỡ như vậy. Vân xin mời thêm hai bạn nữa nha. Nguyễn Anh Quê, thủ đô Hà Nội. Thảo Y Lê, thành phố Hồ Chí Minh. Đôi khi sẽ có những micro không có đúng với lại cái tầm chiều cao của mình á, thì thay vì mình cúi xuống như vậy thì mình có thể khuỵu một chân xuống một cách thanh lịch. Và Vân thấy là bạn Thảo Nhi Lê có một xíu cái điểm thì thôi, không biết là Thảo Nhi có phát hiện ra không. Tất cả mọi người đều phải đi ở vòng ngoài, xong rồi bo vào giữa, đúng không? Vân muốn nhắc các bạn là khi mà chúng ta ghi hình truyền hình trực tiếp thì chúng ta không được phép sai sót. Tại vì lỡ như cái góc quay này là cái góc quay mà cứng của các anh quay phim á, thì lỡ như mà mình đi sai, không lấy được hình nên sẽ rất là tiếc và sẽ bị mất đi những cái góc hình đẹp. Cho nên là các bạn phải thật sự tập trung. Hoa cảm thấy chị Kiều Vân đã truyền được năng lượng cho Hoa. Đó là một điều thực sự rất là tự hào. Uni Media. Uni Media.